Ngay trở lại trường của học sinh khối 7, khối 8, khối 10 và khối 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều học sinh đã băn khoăn với việc là khi phải thi cuối học kỳ trực tiếp tại trường trong khi đã phải nghe giảng trực tuyến gần một học kỳ. Tiếp đó là nỗi lo lắng dịch bệnh vẫn phức tạp. Trước những băn khoăn này, các trường cho biết là sẽ dành thời gian ôn tập cho học sinh và đề thi sẽ không quá khó, bám sát chương trình. Học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông kiểm tra trực tiếp, riêng khối 3, khối 4, khối 5 sẽ kiểm tra trực tuyến. Vừa háo hức được đến trường, thế nhưng Khánh Linh cũng cảm thấy lo lắng bởi sau 4 tháng học trực tuyến, em chỉ còn duy nhất 1 tuần để ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ trực tiếp. Dạ, em sợ rằng chỉ còn 1 tuần nữa là đi thi nên là mình không có chuẩn bị đủ kiến thức hành trang để mà mình đi thi. Dạ, em sợ điểm kém. Trong khi học trực tuyến thì có những cái phần, những cái bài mà tụi em cảm thấy khó. Nên em nghĩ là khi mà mình đi học trực tiếp lại thì em mong thầy cô sẽ ôm lại cho tụi em để tụi em đạt được kết quả cuối kỳ tốt nhất. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức và kiểm tra học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ được thực hiện trực tiếp tại trường từ ngày 4 đến 22 tháng 1. Lịch kiểm tra học kỳ sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 1. Vì thế, các trường đã bắt tay vào việc ôn tập hệ thống lại kiến thức cho học sinh. Đề thi sẽ được xây dựng theo tiêu chí học đến đâu thì đến đó. Riêng học sinh lớp 6, nếu vì lý do bất khả kháng không thể đến trường tham dự kiểm tra học kỳ trực tiếp trong khoảng thời gian này, sẽ được kiểm tra sau khi quay lại trường học tập trực tiếp. Các em tới trường rồi thì bắt đầu là các em đã vào kỳ đó là ôn tập. Và song song đó là giáo viên vẫn ôn tập tiếp theo trên chương trình Internet, là bổ sung hai cái để cho các em nó đủ kiến thức. Và đề thi là cũng không có khó lắm. Theo kế hoạch của phòng giáo dục của Bình Thạnh thì tới 28 tháng 2 thì mới phải làm báo cáo lần. Cho nên là tôi đã chủ động có một cái thông báo gửi đến phụ huynh là có thể sau Tết Nguyên Đán thì mới cho học sinh quay trở lại kiểm tra trực tiếp với 20% đó. Tức là có một cái đợt kiểm tra thứ hai. Bộ Giáo dục đã từ lâu quy định không dùng cái từ thi học kỳ mà cũng chỉ gọi là kiểm tra, gọi là cuối kỳ, gọi là điều này cho thấy là cái mục tiêu kiểm tra cuối kỳ nó không có áp lực nặng nề như một kỳ thi, mà có nhằm mục đích là đánh giá lại một cái quá trình học tập của các em học sinh để mà có cái điều chỉnh trong cái quá trình dạy học cho nó đảm bảo, đồng thời giúp đỡ các em học sinh học tập tốt hơn. Đối với việc kiểm tra đánh giá học kỳ 1 của học sinh ở bậc tiểu học, các khối 3, 4, 5 sẽ kiểm tra theo hình thức trực tuyến và đối với khối 1 và 2 sẽ kiểm tra trực tiếp khi các em đi học trực tiếp trở lại. Sắp kết thúc học kỳ 1 năm học 2021-2022, một số trường thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên được trở lại trường học trực tiếp. Đây là nỗ lực của các trường nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đảm bảo tiến độ học tập, nhất là những em đang học năm cuối. Từ ngày 27 tháng 12, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020 học trực tiếp tại trường đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập học kỳ 1. Được quay trở lại trường học trực tiếp, nhất là với những sinh viên năm 3 và năm cuối cần phải thực hành nhiều ở các bộ môn sau thời gian dài phải thực hành trực tuyến trên máy tính ở nhà. Tụi em là học chuyên ngành thì kỹ sư thì chuyển qua lại trường học thì sẽ tốt, hiệu quả hơn là việc học ở nhà online. Và thì đương nhiên là kỹ sư thì phải đụng máy móc chứ không thể nào ở nhà học online qua máy tính được, nên việc đi học lại thì rất hiệu quả và phù hợp. Để đến trường dạy học trực tiếp, giảng viên và sinh viên phải đảm bảo các tiêu chí tiêm đủ 2 mũi vaccine ở vùng dịch cấp độ 1 và 2. Khi tổ chức các lớp thực hành thí nghiệm tại lớp, nhà trường yêu cầu mỗi lớp học chia nhỏ từng nhóm chỉ từ 15 đến 20 sinh viên, đảm bảo giãn cách. Trước khi vào lớp, sinh viên phải quét mã QR để lưu thông tin. Được biết, số lượng sinh viên đăng ký đến trường học trực tiếp tại trường Bách Khoa khá lớn, trên 16.500 lượt sinh viên. Cái việc mà nhà trường xây dựng cái phương án cho các em quay lại học tập thực hành thí nghiệm, một phần là đáp ứng cái mong mỏi của các em. Nhiều em vừa cái kết quả vừa qua cho thấy thì khi nhà trường cho các em tự nguyện đăng ký thì cái số lượng mà sinh viên đăng ký quay lại mong muốn quay lại trường học tập là với cái số lượng rất là lớn. Theo cái thống kê của từ bộ phận đào tạo thì là có trên 16.500 lượt sinh viên đăng ký với khoảng trên 8.000 sinh viên.
Thì đây là một con số khá lớn, cho thấy rằng các em sau một thời gian dài học trực tuyến thì các em cũng mong muốn quay lại. Trong khi đó, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng chỉ triển khai học trực tiếp cho sinh viên năm nhất đang trú tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, số lượng sinh viên đến trường khá khiêm tốn. Trung bình, mỗi lớp học chỉ từ 2 đến 5 sinh viên. Do đó, giảng viên linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến ngay tại lớp học. Những sinh viên ở các địa phương khác có thể theo dõi thông qua phương pháp này. Do cái tình hình dịch ở địa phương này nó còn phức tạp, nên số lượng học sinh ở Đà Nẵng đi học trực tiếp nó không được đầy đủ lắm. Hiện các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch tổ chức cho tất cả sinh viên đến trường học tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trường hợp sinh viên không thể đến trường vì lý do khách quan, nhà trường có kế hoạch cho đăng ký học bổ sung vào thời gian phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho sinh viên. Trước tình hình dịch bệnh ở vùng giáp danh có những diễn biến phức tạp, để chủ động trong công tác điều trị, Thái Bình đã vừa kích hoạt và đưa vào sử dụng 5 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ ở cả 8 huyện thành phố. Bệnh viện dã chiến huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình được kích hoạt từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Đến nay, tại đây đã tiếp nhận 73 trường hợp F0, trong đó có 4 ca được chuyển tuyến, 8 ca đã được ra viện. Phần lớn các F0 đang điều trị tại đây đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đây là khu thu dung được chuyển đổi từ khu của Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũ. Chính vì thế cơ sở vật chất vẫn còn khó khăn, từ giường bệnh đến việc di chuyển, vì đây là nhà cao tầng, không có thang máy. Vì vậy, việc vận chuyển thuốc men, đồ đạc, oxy đến các buồng bệnh ở các tầng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Không có cầu thang máy, vậy cho nên là cái việc mà vận chuyển nó rất là khó khăn. Có những trường hợp mà người mẹ thì đang nuôi con nhỏ, dưới 2 tháng tuổi cũng có và dưới 1 tuổi cũng có. Thì người mẹ dương tính thì con thì không thể gửi ai trông được. Thì một số có một cháu thì đã phải chuyển vào đây, mặc dù là xét nghiệm là chưa phải là F0, nhưng mà vẫn phải vào đây để cùng với mẹ để điều trị. Trong đây thì chúng tôi cũng đã phải tiếp nhận là trong đó có 2 ca là dưới 6 tháng tuổi và có 6 ca là trẻ em dưới 15 tuổi. Số giường thực kê tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ở huyện Đông Hưng đang là 204. Nếu số ca mắc F0 trên địa bàn huyện tăng cao thì có thể nâng công suất lên 250 giường. Ngoài ra, huyện này cũng đã có chủ trương trưng dụng một số nơi khác nhằm đảm bảo thu dung trên 500 F0. Còn đây là bệnh viện dã chiến số 3, khu ký túc xá của Đại học Thái Bình. Bắt đầu hoạt động từ ngày 17 tháng 11 năm 2021, đã có thời điểm tại đây thu dung và điều trị cho 475 F0. Và tại đây có thể tăng công suất điều trị F0 lớn nhất tỉnh nếu dịch căng thẳng. Ở tỉnh quyết định là 500 giường bệnh, nhưng nếu cần thiết thì có thể sử dụng cả cái dãy M đằng sau, thì có thể lên tối đa là 1.000 giường bệnh trên một cái cơ sở thu dung này. Thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng, cho nên là tất cả các cái bệnh nhân vào đây đã được chăm sóc rất là chu đáo. Thế còn về vấn đề khi bệnh nhân có triệu chứng thì tất cả các bác sĩ đi buồng kiểm tra là phát hiện có cái triệu chứng bất thường thì lúc đó là phải phân tầng và chuyển về các cái bệnh viện theo sự phân tầng của điều trị F0 của Bộ Y tế quy định. Chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị F0 nhẹ không triệu chứng tại tuyến tỉnh là quy mô khoảng 2.000 chỗ nằm. Còn giao các huyện thành phố, mỗi nơi là có 8 huyện thị mà, mỗi nơi có bình quân là trung bình từ 3 đến 500 F0 nhẹ không triệu chứng. Và hiện nay thì tại địa bàn thành phố Thái Bình, chúng tôi đã kích hoạt 5 bệnh viện. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh, thành phố thì có 8 huyện thị chúng tôi đã kích hoạt các khu thu dung điều trị F0 nhẹ không triệu chứng. Và hiện nay cao điểm nhất có lẽ ở Đông Hưng và dưới Kiến Sương. Ngoài việc đảm bảo hiệu quả công tác khám chữa bệnh, tất cả các bệnh viện dã chiến đều phân công cán bộ và lực lượng làm nhiệm vụ vòng ngoài để cung cấp các nhu yếu phẩm, trang thiết bị, thuốc men, đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ. Việc kích hoạt và đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến tại các huyện đã góp phần giúp người bệnh được tiếp cận, chăm sóc y tế ngay từ cơ sở.